Ok, chào mừng các bạn đã đến với video ngày hôm nay. Mình là Tùng, và trong video này, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xuất file ảnh có độ phân giải cao trong PowerPoint. Chắc hẳn nhiều bạn cũng đã quá quen thuộc với chức năng xuất file ảnh trong PowerPoint ra các định dạng như JPEG hay PNG. Nhưng vấn đề là file ảnh xuất ra có chất lượng không được cao, ảnh zoom vào bị vỡ như thế này. Trong PowerPoint, chất lượng ảnh xuất ra được để mặc định ở độ phân giải 1280x720 pixel. Với chất lượng này cũng chỉ đủ dùng cho việc xem cơ bản mà thôi. Còn đối với mục đích khác như đăng ảnh lên trang web, truyền thông hay in ấn, hoặc đơn giản bạn là người khó tính, muốn tất cả các ảnh phải sắc nét khi xuất ra. Vậy thì giờ hãy cùng mình thao tác một vài bước đơn giản để chúng ta có thể xuất ra file ảnh có chất lượng Full HD, 2K và hơn thế nữa. Đầu tiên, hãy ấn vào biểu tượng tìm kiếm dưới màn hình Windows, hoặc ấn thổ phím Windows R. Lúc đó hộp thoại Run sẽ xuất hiện. Các bạn gõ cụm từ regedit, regedit. Phần bên trái này, các bạn hãy chọn mục HK Current User. Sau đó chọn Software, Microsoft. Sau đó chọn Office. Nếu các bạn sử dụng phiên bản Microsoft giống mình là 2016 hoặc trở lên thì các bạn chọn mục 16.0. Còn nếu các bạn sử dụng các biệt phiên bản khác như 2013 thì ta chọn 15.0, 2010 chọn 14.0, 2007 chọn 12.0. Sau đó các bạn tiếp tục chọn mục PowerPoint. Chọn tiếp Option. Ở đây bạn nhấp chuột vào thẻ Edit. Sau đó ấn vào dòng D-Word 32-bit value. Ta gõ dòng chữ Export Bitmap Resolution. Ấn Enter hoặc click chuột ra bên ngoài. Mở file vừa tạo ra, các bạn chọn mục Decimal. Ở phần Value Data này, các bạn hãy nhập các số ở cột Decimal Value tương ứng với độ phân giải mà bạn muốn xuất ra. Ở đây mình sẽ gõ 150 để ảnh được xuất ra ở chất lượng Full HD. Cùng quay trở lại file PowerPoint và xuất ra ảnh mới. Lúc này, ảnh mới đã được tạo ra, hoàn toàn sắc nét. Chúng ta hãy cùng kiểm tra chất lượng. Ảnh có dung lượng rất là cao, độ phân giải thì rất lớn, rất tiện lợi và nhanh chóng. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy ủng hộ mình bằng cách ấn nút đăng ký kênh, like và share video này tới rộng rãi nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.